họ hai đội muốn thi triển một cái lối chiến thuật nó thật sự là chắc cú để lấy được cái lợi thế cho mình ở trong giai đoạn lượt đấu đầu tiên của map đấu này. Chúng ta có một tình huống đẩy vào tới từ vị trí của Hiếu Mèo, và đó là một tình huống bắn AK rất tự tin khi đem về được một mạng ở đây, nhưng chưa thể có được mạng thứ hai khi đối phương đã lùi dần khá xa ra. Double kill dành cho Hiếu Mèo ở trong khu vực hầm B, và có thể thấy rằng Hiếu Mèo nằm xuống, nhưng cái tình huống đổi mạng này là quá lời rồi. Và bây giờ thì tràn vào trong khu bom xe B khi Drake đem về được double kill dành cho mình, nhưng có lẽ tít con và tiến khỉ cho tình huống 2-1 và thắng đầu tiên có liệu thuộc về cho bên phía của Hero King Hà Nội hay không, và câu trả lời là có rồi. 1-0 dành cho Hero King Hà Nội. Phải nói là cái sự tự tin của Hero King Hà Nội nó đến ngay từ những round đấu đầu tiên, khi họ phòng ngự rất cao với những tình huống đẩy thẳng ra khu vực Long A hay kể cả là phòng ngự ở hầm BP nữa. Nhưng round đấu vừa rồi thì Hero King Hà Nội là những người mất người sớm, nhưng vừa rồi thì Hiếu Mèo pick được một người. Hiếu Mèo có một triple kill với 3 quả táo. Hiếu Mèo đang tiếp tục đẩy lên và muốn lấy cho mình mạng thứ tư, nhưng có vẻ như là không được rồi. Nay là người đã từ chối cơ hội của Hiếu Mèo. Có thể thấy là lượng máu của Mino cùng với KZ đang là rất tương đồng nhau. Nhưng một tình huống bắn là tốt tới từ Drake ở đây để tiện cho vị trí Hiếu Mèo nằm xuống. Một pha di chuyển và bắn hơi lỗi skill tới từ Hiếu Mèo, nhưng vị trí Drake đã trừng phạt sai lầm đó của đối phương, nhưng Titcon đang ở đây và đợi chờ những con mồi này đi ngang qua mà thôi. Chúng ta cần xem góc máy của Titcon để có một tình huống đi móc trong tình huống này. Titcon sẽ móc như thế nào đây? Kim Ngân vẫn đang kè vô cùng khó chịu ở khu vực cầu mid này, nhưng Titcon vừa cung được một kill. Wow. Ở khu vực cổng A đấy đang đẩy ra là vị trí của Drake. Drake phát hiện ra quá nhiều thành viên của đối phương đã có mặt ở đây, ngay lập tức đẩy thẳng vào gate A và bắt vị trí của Drake. Drake hạ cũng thành công được KZ rồi. Tiến khỉ vẫn chưa có được cho mình mạng của Drake. Như vậy là tay Fragger bên phía của Hero King Hà Nội đã nằm xuống dẹo súng của Kim Ngân. Kim Ngân dùng khẩu Desert Eagle của mình. Đây là một tình huống bắn đe rất chuẩn xác từ Kim Ngân, và đang có một tình huống muốn áp vào tới từ vị trí của Island này. Như vậy là Island đã có một vài bắn trả tốt và Hiếu Tiến Khỉ là người nằm xuống. Hiếu Mèo bây giờ còn lại đó cùng với người đồng đội của mình là Kim Ngân. 2-1, Nai sẽ phải có một tình huống di chuyển vào trong khu vực cống A ở đây. Và bây giờ là một tình huống đẩy vào là đấm bom tốt tới từ vị trí của Nai. 1-1 rồi, cơ hội vẫn đang là 50-50 dành cho bên phía của... Đó là vị trí của Nai với double kill cho mình. Có lẽ là họ lại nghĩ rằng là bên phía của Hero King Hà Nội đánh A trong tuần này. Ôi trời ơi, nhưng đó là một tình huống là đánh B các bạn ơi. Nhưng đó là sai lầm chết người của bên phía The Last Star. Họ phán đoán rằng đối phương di chuyển ở trong khu bom xe A. Và bây giờ thì đẩy vào với 10 giây thôi. Chip và KZ chỉ việc trốn đi. Thì round thắng này nó nằm chặt trong tay của bên phía Hero King Hà Nội rồi. Không với kịp. Kinh nghiệm của mình thì KZ sẽ núp đi trong tình huống này. Và đó là 2-1 dành cho Hero King Hà Nội. Rasta cần phải bình tĩnh hơn để có thể có được những round phòng ngự tốt. Và rồi No One có double kill, No One có triple kill, No One có một cú. Ồ, đó là 4 mạng dành cho No One. Còn lại một mình Kim Ngân mà thôi. No One đã một thiếu thủ mid. Thật sự quá kinh khủng. Đường bắn đe chuẩn xác của Kim Ngân. Bây giờ trước mặt anh ta còn đó 4 thành viên còn quyết máu tới từ bên phía của The Last Star. Thời gian còn là 1 phút 45 giây. Ta chỉ thấy ra là còn chưa đến 1 phút thì bên phía Hero King Hà Nội mất đi 4 người. Đẩy vào, Kim Ngân nằm xuống, 3-4 The Last Star rồi. Đây rồi, Nai đi hầm, Nai đi hầm, xin lỗi các bạn. Nai đi hầm, No One vừa ăn một quả nết, anh ta lao ra thấy sấy thẳng vào khói. Nai búp một quả flash bang ra, những người đầu tiên nằm xuống là vị trí Drake. Mino lao vào có mạng của Chip. Ở đường dưới đây thì Nai nằm xuống gieo súng của Tiến Khỉ. Và đây là round đấu thứ 5 dành cho Hero King Hà Nội. Khi mà chơi một khu vực bom xe B, chúng ta đang thấy rằng khá là trống trải, và chỉ để kể đó hai người là Chip cùng với KZ di chuyển ở khu vực chân hotel mà thôi. Như vậy là Hattrick đẩy lên và ngay lập tức Tiến Khỉ và KZ đã đem về được một mạng và hai mạng ở đây và ba mạng ở đây. Mọi thứ đang gần như cánh cửa để có thể trở lại được trong trận đấu này của bên phía The Last Star. Nó đang đóng hẹp lại hơn bao giờ hết khi còn lại một mình No One. Và anh ta đã phải nằm xuống và 9 năm dành cho bên phía của Hero King Hà Nội. Để xem là Hero King Hà Nội họ sẽ phòng ngự như thế nào. Trong round đấu vừa rồi, Hero King Hà Nội là những người bị động hơn khi cái chiến thuật phòng ngự của họ nó lại không trúng vào những gì mà The Last Star đang thi triển. Và vừa rồi thì Hiếu Mèo lấy được 6 triệu, 12 triệu đến từ bên phía của The Last Star. Và thôi xong rồi, Hiếu Mèo có một cú double kill. Còn Tiến Khỉ thì có mạng của No One. Và chỉ còn lại 6 triệu cuối cùng mà thôi. Cái 6 triệu này có biết di chuyển hay không? Còn lại 6 triệu mà xong thôi. Rồi. Này bây giờ, có lẽ là bên phía của Hero King Hà Nội họ đang ăn mừng rồi. Thật sự là họ đang thể hiện một phong độ. 5v1 mà. 5v1 mà. Này, này làm gì đi? Thôi này không làm gì được rồi. Và 6 triệu cuối cùng của The Last Star cũng đã kịp lấy được cho mình một mạng. Nhưng đây là chiến thắng dành cho Hero King Hà Nội. Vâng, như vậy là chào mừng quý bạn thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với đột kích trong tầm ngắm. Và ngay bây giờ đây thì đây sẽ là một trận đấu mà chúng ta đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Một trận đấu cuối cùng để tìm ra nhà đương kim vô địch của giải đấu Godfrey Việt Nam Championship năm 2020.
Như vậy là Goldboy lấy được mạng của Rambo. Hai đấu ai, cú pha di chuyển vào không tốt của Goldboy thì anh ta đã lùi ra được rồi. Móc tốt vào của Tú Yến và còn lại tình huống 1-1 mà thôi. Sadi ở đây đối đầu cùng với Tú Yến ở phía bên kia. Hai người có thể nói là nhưng Sadi là xuất sắc hơn. Đây là lần thứ hai trong cái lượt đấu này Sadi giành chiến thắng trước Tú Yến. Goldboy cậu bé vào của bên phía Clan Vua trong pha thi đấu vừa rồi rõ ràng là đẩy lên rất cao với cái sự tự tin vô cùng tốt của mình, nhưng đấu skill là chưa tốt. Tôi nghĩ là bên phía Clan Vua cần phải bình tĩnh hơn. Như đây là pha thi đấu họ rất thất bại thì có lẽ Goldboy sẽ phải kiểm điểm bản thân rất nhiều. Rambo vừa có cho mình mạng của Đại Sinh xong, một con không còn quá nhiều máu nhưng một con sẽ là người đẩy sang khu vực bom sai B với cái điều kiện đó đang được chiếm cứ kiểm soát bởi một con. Đúng vậy, một con vai trò bây giờ sẽ chỉ là gây quấy rối bên phía của đối phương và để cho Rambo có được một khoảng di chuyển thật sự rộng. Nó đang có một đứa mon đẩy đến cầu lúc của mình. Mon nên cẩn thận khi một con đang có một đứa bắn tốt và mon đang có một pha vẩy đen không thật sự chuẩn sang tình huống vừa rồi. Và bây giờ là còn lại tình huống 2-1 mà thôi. Thế trận nó đang gại nghiêng về cho bên phía của Last Legion khi Rambo còn rất khỏe và đang chạy thẳng vào trong khu bom xe B để có được một tình huống thiết lập bom ở khu vực này. Còn một con anh ta không cần đến việc của Rambo phải xử lý trong những tình huống như vừa rồi mà anh ta làm hết. Còn vị trí của Hai Y đang ở đây, Mon đã có một đứa bắt được một con rồi. Đây sẽ là một cơ hội lớn dành cho bên phía của Clan Vua mà nếu như họ chắt chiu được. Mon bỏ ngắm và di chuyển đi. Như vậy là Mon vừa rồi thì anh ta bắt một con ở bên phía khu vực bom xe A này, một tình huống mà kéo sniper về bom xe A nhưng đẩy thẳng vào khu vực điều khiển A và Taylor móc thành công được Hai Y rồi. Nai Xích còn một mình ở bên phía bom xe B này nhưng anh ta cũng thành công được một người. Rambo vẫn đang kê thẳng một vị nhỏ và anh ta pick được mạng của Nai Xích, clear bom xe B. Cái mạng đó đã cứu cho vị trí của ai đây, của Shady. Một tình huống mà trong gang tóc rồi. Đúng vậy. Rambo đã có một pha đặt tầm và di chuyển cover rất tốt dành cho Shady trong tình huống vừa rồi. Nhưng Shady lại tiếp theo thì anh ta tự quăng luôn cái mạng của mình đi rồi trong tình huống cố gắng đấu không cần thiết. Nhưng Rambo ở đây, đây chính là cái góc đã làm đến tên tuổi của Rambo. Đã khiến cho anh đó là một cái bàn đạp đã khiến cho Rambo trở thành một tay sniper hàng đầu của thế giới. Nhưng quay trở lại tình huống 1-1 này, Mon cũng không phải là một hạng vừa trong tình huống đang cố gắng xử lý 1-1 khi thời gian còn lại đó là 15 giây và đó là Rambo. Rambo tiếp tục có mạng và một con vừa hạ cũng thành công được Tú Yến. Xin lỗi các bạn, đó là một con có mạng. Rambo chỉ là người bán được mạng hỗ trợ thôi. Hay đẩy vào có mạng của một con, có mạng của Taylor, Lucas có mạng của Golden nhưng Mon Z đã kịp lấy mạng của Lucas để nâng lên lợi thế về người. Land Legend chỉ còn lại một mình Rambo. Tay sniper của bên phía Land Legend có kịp đẩy vào bom sai hay không đẩy? Như vậy là thời gian chỉ còn lại là 35 giây trong tình huống xử lý này. Lượng máu của Mon và cùng với vị trí của Hai Y không còn quá nhiều và Rambo 1-3 khi anh ta đã có được một mạng ở đây rồi. Còn lại đó là Nightshade và cùng với là Mon. Rambo sẽ đẩy xuống cùng với cây lâu của mình. Nhưng thời gian không còn phải là quá nhiều. Bây giờ sẽ là một tình huống chạy đua với thời gian. Mon đã một pha bắn nhưng đó là Nightshade đem về round thắng thứ hai cho bên phía của Clan Vua. Rất khó, Rambo ở bên phía điều khiển A này, một quả nết xuống thẳng vào người của Nightshade luôn. Nightshade mất gần nửa máu. Rambo một viên đạn nổ cối, một viên đạn lùng lại còn vào đầu. Xa thế. Và như vậy là 1-0 trong kèo BO3 dành cho Last Legion. Cầu ngách này đang có khoảng 3 phút ở bên phía bên trong mid và ở khu vực mid đang xảy ra giao tranh. Các thành viên của bên phía Last Legion liên tục bắn vào khu vực vua mà. Họ bắn cả ở mid nữa. Mid có hai người từ bên phía Clan Vua. Có một sự thay đổi chúng ta đang thấy ở đây là bên phía Clan Vua họ quyết định là cường khu mid này với tay ngắm là Mon ở phía cuối khu vực mid nhưng đó là Lucas. Với sự xuất sắc của mình đã đem về được hai mạng và triple kill của Lucas ở trong round đấu này. Hai Y cùng với là Easy nhưng như vậy là chưa đủ. 1-0 cho Last Legion. Clan Vua họ biết cách để khai thác và đem về lợi thế cho mình. Đúng vậy. Những cái điều quan trọng rằng là những cá nhân của họ sau khi có được lợi thế thì để chắt chiu và níu giữ cái lợi thế đó ở lại bên mình thì nó là một điều đang khá khó khăn dành cho Clan Vua trong trận đấu vừa qua. Đúng bởi rồi. Vì cái biến số Rambo trong trận đấu vừa rồi là rất khó chịu, ngoài ra còn có là Lucas nữa. Chúng ta thấy là phong độ của Lucas ở trong những tuần thi đấu vòng bảng nó không được sự tốt. Nhưng ở trong những trận đấu quan trọng như này, Lucas luôn luôn làm được nên chuyện. Nhưng quay trở lại ở đây đã, chúng ta đã nói quá nhiều về Last Legion khi mà Hai Y đang thật sự là một người thi đấu thật có thể nói là bùng nổ và cố gắng níu lại những gì mà Clan Vua họ cần có. Đúng nếu vậy. Như họ tràn vào trong bom xe nơi mà vị trí của Rambo và cùng với một con đang ở trong này là vô cùng nguy hiểm. Wow, lại có sự phục vụ của cả Shady nữa thì nó sẽ là cực kỳ khó nhằn. Nhưng đây đó là Hai Y với một phong độ đang là rất tốt cùng với một cover ở phía sau để đem về được hai mạng và xuyên thủng hàng phòng thủ ở khu bom xe A này. Rambo 1-3. Shady vừa rồi thì anh đã cầm trên tay quả flash bạc nhưng chưa kịp ném ra thì đối phương đã đẩy vào và lấy mạng của đồng đội qua cái lỗ cửa sổ đó rồi. Rambo đang kê vào khu bom xe A từ mid nhưng tôi không nghĩ rằng cơ hội là có nhiều cho Rambo, nhưng đó là quả cuồng độ tốt đến từ vị trí của Rambo. Góc kê cực kỳ khó chịu và một mạng nữa cho Rambo. Double kill rồi. Hai Y tiếp máu rồi các bạn ơi. Flat bang.
Hay thấp máu rồi, và Rambo đang đứng trước một cơ hội xử lý một đấu ba thành công. Và người xử lý ở bên phía cơ lần vua là Hai. Quả flash này không khiến Hai phải bị mù. Rambo còn 49 máu và đó là Rambo. Một đấu ba không thể ngăn cản Rambo trong trận đấu này. Thật sự. Cực kỳ căng thẳng, từng tiếng thở cũng đều đang được nghe thấy rồi. YT Sporty So Easy, anh ta đẩy vào nào. Bắn là chưa tốt lắm đến từ vị trí của 40 So Easy. Rambo có thể gặp nguy hiểm. Một quả flash bang được búp ra. Nysix đâu rồi? Nysix bây giờ mới đẩy đến ngách. Và 40 So Easy Hagu take out Rambo. Một mình 40 So Easy đang làm hết ở đây. Và Tyler đẩy ra. Một con cũng đẩy ra. Và đó là hai mạng của bên phía Clan Vua. Để đây là round thắng thứ 7 dành cho Rat Nation. Lucas đã mang cho mình khẩu AK-47 ra rồi. Có vẻ như Lucas ngày hôm nay đang hơi bị bot bắn default thì phải. Anh ta rất thích bắn default. Ngày hôm nay thì có một người cũng sử dụng AK rất tốt là Hiếu Mèo của bên phía công ty Hà Nội. Nhưng đây là một tình huống đẩy nước. Wow, một con có tác một kill và cùng với Tyler. Còn một mình AI mà thôi. Một đầu 4 và đó là một mạng của AI. Nhưng đó là chiếc vô địch của Last Season sau 2 năm chờ đợi. Xin chúc mừng Rambo, Shadi, một con, Huri và cùng với đó là Lucas. Họ đã chờ đợi ngày hôm nay 2 năm rồi để nâng cao chiếc cúp vô địch. Và mùa giải Confri Việt Nam Championship 2020 của chúng ta kết thúc thật sự là thành công mỹ mãn. Và Last Legion đã trở thành đội tuyển số 1 của Việt Nam